Hôm nay video sẽ hướng dẫn cho các bạn hai động tác để các bạn có thể kết hợp tập luyện xoay vòng. Chú đi sẵn sàng chưa ạ? Bài đầu tiên đó chính là Mountain Climber. Rồi với động tác các bạn chống tay, đúng không? Vai thẳng trên cổ tay. Các bạn kéo đầu gối của mình về sát khuỷu tay, được không ạ? Rồi thực hiện. Rồi, đối với động tác này có thể tăng tốc lên với lại Mountain Climber bằng cách các bạn có thể chạy như thế này. Động tác thứ hai đó chính là Hoppy, một trong những động tác đòi hỏi sự phối hợp của cả cơ thể của mình. Rồi Yuri, mình thực hiện nè. Chống tay. Rồi với động tác như thế này, các bạn hạ người thấp của mình xuống, chống tay, bước chân ra, giữ trong thế plank, mình sẽ quay lại và nhảy lên trên, được không? Để làm cho động tác này trở nên khó hơn và uyển chuyển hơn, mình sẽ thực hiện động tác nhảy, nhảy ra, nhảy vào và nhảy lên. Ok, với hai động tác vừa rồi, các bạn thực hiện trong 20 giây đầu một động tác, nghỉ 10 giây, 20 giây sau mình thực hiện lại động tác thứ hai, và mình thực hiện tổng cộng cái round đầu tiên đó chính là 4 phút. Sau đó các bạn nghỉ từ 2 đến 3 phút tùy vào thể lực của mỗi bạn. Xong rồi mình sẽ thực hiện 5 vòng giống như vậy. Đúng rồi. Chúc các bạn có một vòng eo săn chắc.